Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong những chương trình Toàn cảnh 24 giờ mà chúng tôi đã phát sóng, có một cụm từ mà thật sự những người làm chương trình luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhắc đến, đó là xu hướng dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn rất nhỏ trong một bộ phận thanh thiếu niên, và rồi hậu quả để lại sau đó đều là cảnh tượng thương vong và tù tội. Và chuyên mục Phút Cảnh Báo hôm nay sẽ là những cuộc xô xát như thế được chúng tôi tổng hợp lại trong thời gian gần đây. Và qua đó cũng nhằm gửi thêm một lời nhắc nhở đến mọi người, chúng ta cần giữ bình tĩnh trong cách cư xử để tránh gây những hậu quả đáng tiếc. Chỉ vì bị phàn nàn về việc phục vụ chưa chu đáo, một nhân viên quán ăn đã dùng dao sát hại thực khách của mình. Chỉ vì thiếu nợ 100.000 đồng chưa trả, hai thanh niên ở tỉnh An Giang hẹn đánh nhau trừ nợ, để rồi một người chết, một người phải vướng vào vòng lao lý. Còn đây là một phiên tòa mà ngay cả chủ tọa cũng lắc đầu ngao ngán. Bị cáo dù không dính dáng gì với vụ đòi nợ 400.000 đồng, nhưng vẫn đi theo bạn tham gia hỗn chiến. Và trong bóng tối, nhát dao oan nghiệt lại nhằm trúng ngay người bạn của mình, để rồi xảy ra một vụ án mạng. Còn đây là mớ hung khí mà một nhóm 30 thanh niên đã mang đến hiện trường để chuẩn bị hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác. Nếu lực lượng công an không kịp thời ngăn chặn, không biết hậu quả sẽ thế nào. Và rất nhiều bạn trẻ mỗi khi ra đường đều mang theo một hung khí để phòng thân. Và mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra, chính những hung khí sẵn có bên mình đã đẩy việc giải quyết mâu thuẫn thành những án mạng. Đời sống giới trẻ ngập tràn những ứng xử của sự nóng nảy, những hành động mang xu hướng bạo lực cao. Nhưng thật may mắn, thực trạng này chỉ diễn ra trong một bộ phận nhỏ giới trẻ, và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những suy nghĩ trong sáng, tốt đẹp và lối sống ứng xử lành mạnh của phần đa những người trẻ tuổi. Các bạn trẻ hãy chọn sự thân thiện, nụ cười, lời xin lỗi và sự yêu thương cho cuộc sống của chính mình.